Sáng nay, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trần Đề. Cùng đi có ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tính đến ngày 23 tháng 10, huyện Trần Đề có 852 F0 đang cách ly điều trị, 1.492 ca F1, trong đó có 860 người về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn, có 104 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Mặc dù địa phương đã triển khai nhiều phương án nhằm kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên, tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn huyện đang hết sức phức tạp khi xuất hiện nhiều ca nhiễm mới. Thì thật tình mà nói là ban chỉ đạo huyện rất hết sức là khó khăn vì nó chồng giữa cái người từ vùng dịch về và cái chồng chỗ cái chùm ca chỗ oxy, nó hết sức là khó khăn. Mà tới giờ này á, cơ bản thì huyện cũng đã giải quyết được một số vấn đề. Công tác lấy mẫu trong cộng đồng và trong các khu cách ly đang được đẩy mạnh với 70 tổ. Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ hiện nay là còn chậm và có nhiều bất cập. Liên quan đến công tác tiêm vaccine, huyện đã tiêm trên 62.000 liều, đạt tỷ lệ 80,67%. Vấn đề quan tâm còn lại là 14.970 người chưa tiêm vaccine liều 1. Đây là các trường hợp cách ly F1, F2 và người dân đi biển. Theo tôi tìm hiểu thì chúng ta còn khoảng là 5.900 liều chưa tiêm. Thì có nên chăng là ta sử dụng cái 5.900 liều chưa tiêm này cho các đối tượng này để đảm bảo chúng ta phủ đầy với cái đối tượng là tiêm cái liều 1 để mà nâng cái tỷ lệ thay vì như hôm nay là 80,67% thì nó phải nâng cao hơn. Và cái đợt 6 này thì Trần Đề được phân bổ là 4.810 của hai loại Pfizer và Astra trên tổng số 8.000 người đến cái ngày đến thời gian là phải tiêm cái liều 2. Thật ra vấn đề này thì tôi thấy rằng chúng ta nên có kế hoạch cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo huyện Trần Đề cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc tầm soát trong cộng đồng. Đối với khu vực phong tỏa thì lấy mẫu 100%, khu vực ngoài phong tỏa và khu vực có nguy cơ thì sử dụng mẫu gộp PCR, riêng khu vực vùng xanh vùng vàng thì xét nghiệm bằng test nhanh. Để giảm áp lực cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, về phía tỉnh cũng đã đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Các đồng chí rà soát lại, nếu các trường hợp F1 mà hiện nay ở các khu cách ly tập trung mà điều kiện không đảm bảo, mà các trường hợp này nếu mới hoặc là trong khu vực này mới có xuất hiện ca nhiễm, thì tổng số 399 trường hợp này, các đồng chí bố trí kế hoạch chiều nay và ngày mai phải vận chuyển 399 trường hợp F1 này về tỉnh. Còn nếu sàng lọc lại, trong 399 này có những trường hợp đã cách ly lâu nhưng mà không có khu vực này không có nhiễm chéo, thì các đồng chí có thể giữ lại để chờ vài ngày nữa lấy mẫu khẳng định bằng PCR rồi cho ra khỏi cần chuyển. Chuyển đi về tỉnh là những trường hợp chúng ta có thể cách ly tiếp tục vài ngày chúng ta chuyển. Đề nghị các đồng chí quân sự, các đồng chí phân loại sàng lọc cho nó kỹ. Những trường hợp nào mà khẳng định kết quả âm tính, các đồng chí nhớ cho bà con tiêm vaccine xong, hãy cho ra. Nhớ nha, cái này để không khéo các đồng chí quên. Còn những trường hợp nào nếu có ca dương tính mà nhiễm chéo lại, thì các đồng chí cũng phải phân phòng ra, phân khu ra, cần thiết chuyển về tỉnh. Các đồng chí phải có gì khó khăn phải đề xuất để báo cáo tỉnh. Tỉnh hỗ trợ các đồng chí chứ không thể mà để nhiễm chéo trong khu cách ly. Chúng ta phải tiếp tục cách ly tính lại từ đầu. Cho nên là cái này rất quan trọng. Các đồng chí mong các đồng chí phải hết sức quan tâm. Còn về vận chuyển thì tôi đề nghị các đồng chí bây giờ phải chuẩn bị ngay cái danh sách. Danh sách từng khu. Danh sách trong khu có bao nhiêu phòng, mỗi phòng có danh sách riêng. Khi vận chuyển bà con về tỉnh là phải bàn giao được cái danh sách này. Về tỉnh tôi đề nghị là mỗi phòng ở dưới này thì về chẳng bố trí một phòng giống như ở dưới này. Và mỗi phòng vận chuyển một xe, không thể vận chuyển là hai phòng, ba phòng một xe. Mặc dù chúng ta tốn kém
rất tốn kém về nhiên liệu, nhưng mà bảo đảm cái an toàn chống nhiễm chéo cho bà con. Bên cạnh đó, ông Trần Văn Lâu cũng đề nghị huyện Trần Đề cần rút kinh nghiệm với những hạn chế trong công tác phòng chống dịch, khắc phục khó khăn để có những giải pháp kịp thời để bóc tách F0, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 trên địa bàn, giữ chắc địa bàn, không để xuất hiện chùm ca nhiễm mới trong cộng đồng và không để diễn ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, đặc biệt yêu cầu địa phương trong vòng 15 ngày trở lại phải kiểm soát được dịch bệnh nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. Hiện nay, ban chỉ đạo tỉnh...